Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm, mình thấy đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi đúng không? Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi 1 tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện Trước là cái ngày đó. dạ có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi á, là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Là nếu mà quen á, thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á, thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì 1 tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á, thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu, mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bỉ gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nha cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra không? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em mà lúc đó phá sản luôn. Em đi làm gì đó nhưng mà mẹ vẫn vẫn có làm lại kinh doanh lại, thì mẹ mới kêu về nhà làm. Nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Thế còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó Dạ khăn đúng đúng không? rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Thôi. Em chào chị Chị Hồng Hồng Quân Vân. với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên cái gì? Dạ nhà em thì làm về xưởng giấy đó. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi, với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Ở nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Hai đứa gặp nhau lần Dạ đầu gặp tiên ở nhau đâu? ở chỗ làm. Ở đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau, nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc đầu là ghét nhau. Lúc mà làm á thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó, thì em có nhắc nhở, thì bạn này là lúc đó là phản Khó ứng chịu. lại với em, kiểu như là đã đi support rồi muốn làm sao làm, mà đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? dạ mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau, tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng nó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà Rồi thật bạn này ra nhắc là nhở. đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông. Em thấy là bạn này là giống như là Bị nguyên tắc quá đáng đúng bị không? nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm cỡ khoảng chừng tầm tháng đi, 3 4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn Dạ trước đúng rồi. tiên là nhìn cái vòng Còn ba đúng Dạ không? đúng rồi. Đó, nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng Gần mình tới cũng lên giờ đồ đi. tươm tất lắm, xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi. Thì Mời lúc em lắm. sau là cũng kiếm số điện thoại rồi nhắn tin với em qua Zalo không à, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái, là giấu, còn giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Vậy Trời hả? ơi. Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm, mình thấy đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi đúng Dạ, không? dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi 1 tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện Trước là cái ngày đó. dạ có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi á, là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Là nếu mà quen á, thì
duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì một tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á, thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu, mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bị gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nghe cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Nếu còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ, đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn cơm vậy nữa, phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì bây giờ rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xíu ha? Dạ, trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Say dạ. Nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở chồng cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị say nắng. Kiềm chế không được. Say nắng. Say nắng ngang ngược vậy đó hả? Say nắng ngang ngược. Say nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết á. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó đúng thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng. Thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê, em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp cạc cho anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy dậy á, rồi con không cưới nữa. Rồi không biết mẹ nói sao với mẹ Huy á. Mẹ la, mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hơn là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ. Mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình cái tự thể hiện, của mình tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tùng trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt á. Thành ra ví dụ như đi đường thì không biết đường, mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó mà biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, có nghĩa là tạ tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu đâu được là thường xuyên làm đâu. Không được. PT là thường xuyên luôn, chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh, là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện lắm. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi, tới cái giờ em phải đi rồi thì em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thứ là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện, cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập. Mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi. Mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập thì tả em. Mà không biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị Thiên Ngân lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi.
Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải giữ cái đam mê đó, mốt cũng đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy nè. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là nè em luôn, em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết. Phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, dù như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết. Giận đùng đùng một cái là anh đi đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gây nhau hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em? Mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá thôi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là vậy nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê thì em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn đúng. Em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình, trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện, chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Rồi xin cảm ơn hai em nha. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn chị.